Ngay từ khi drama trà xanh giữa Sơn Tùng, MTP, Thiều Bảo Trâm và Hải Tu bùng nổ, những sản phẩm của cả ba đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Đặc biệt, MV Blue Tequila của nghệ sĩ Underground Táo, dù không hề liên quan đến drama trà xanh nhưng vẫn là đối tượng bị anti-fan dòm ngó nhiều nhất khi sản phẩm này có sự tham gia diễn xuất của Hải Tu. Tính đến thời điểm hiện tại, lượt dislike phía dưới MV Blue Tequila đã chiếm gần 1/10 so với lượt like, trong khi thời điểm trước drama, số lượt dislike luôn duy trì ở mức dưới 1.000. Số lượt dislike tăng vọt theo chiều thẳng đứng tuyệt đại đa số đều đến từ lượng fan lẫn anti-fan của Sơn Tùng, những người cho rằng Hải Tú là người đã cướp Sơn Tùng từ Thiều Bảo Trâm. Chưa dừng lại ở đó, mới đây phía kênh YouTube chủ quản của Blue Tequila đã cho tắt tính năng bình luận phía bên dưới. Cụ thể, khi tìm kiếm MV Blue Tequila trên YouTube, có thể dễ dàng thấy được phần bình luận đã bị khóa, tất cả các bình luận từ trước đến nay đều bị ẩn và không ai có thể đăng thêm bình luận mới phía dưới MV này. Dù phía Táo chưa hề đưa ra lời lý giải cho hành động này nhưng ai cũng hiểu phần bình luận bị tắt đi chính là để ngăn chặn các bình luận ác ý nhắm đến Hải Tu. Gây ảnh hưởng đến MV Blue Tequila dù sản phẩm này được ra mắt, thậm chí cả trước khi Hải Tu được công bố là nữ diễn viên độc quyền của MTP Entertainment. Loạt bình luận xúc phạm nặng nề, thậm chí sử dụng ngôn ngữ thô tục khi nhắc đến Hải Tu đã ngập tràn phía dưới phần bình luận của Blue Tequila khiến người hâm mộ của Táo không khỏi cảm thấy sốc. Dù rất nhiều trang cộng đồng lẫn người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Blue Tequila nhưng dường như không ăn thua với lượng anti-fan đông đảo và ngày càng toxic, khiến chính chủ của MV đã chủ động tắt phần bình luận. Trong MV Blue Tequila, Hải Tú là một cô gái lướt qua cuộc đời nam chính, một nàng thơ hững hờ khiến bầu không khí của Blue Tequila luôn buồn man mác, xen lẫn với điệu nhạc du dương. Đây là một sản phẩm đẹp về âm nhạc cho đến hình ảnh thế nên được đông đảo khán giả đón nhận, thu hút gần 8 triệu lượt xem sau 5 tháng phát hành, một con số không nhỏ cho một nghệ sĩ underground. Tuy nhiên, ngay khi drama trà xanh của Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm bùng nổ, MV đầy chất thơ có sự góp mặt của Hải Tú lại trở thành nơi nhận vô số gạch đá từ anti-fan. Đây là một điều có thể lường trước được với xu hướng đầy tiêu cực của cộng đồng mạng hiện tại. Cụ thể, trước khi drama trà xanh bùng nổ, lượng dislike của MV Blue Tequila chỉ khoảng hơn 700. Một con số gần như không đáng kể vì sản phẩm của Táo gần như nhận được những lời khen ngợi tuyệt đối về chất lượng âm nhạc lẫn thông điệp truyền tải. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, lượt dislike đã tăng gấp hơn 10 lần. Thêm vào đó, ở phía dưới phần bình luận MV Blue Tequila, hàng loạt bình luận có nội dung tiêu cực nhắm đến Hải Tú đã xuất hiện trong ngày 22 tháng 1. Tất cả đều đến từ những anti-fan phẫn nộ trước nữ diễn viên trong drama trà xanh với lời lẽ khó nghe, thậm chí có phần dung tục. Tuy nhiên, sau đó đông đảo netizen tỉnh táo và công bằng đã nhận thức được hành vi sai trái này và kịch liệt lên án. Ở dưới phần bình luận, rất đông khán giả đã ra sức bênh vực MV Blue Tequila và nhấn mạnh nên phân biệt sạch ròi với drama trà xanh của Hải Tú, hoàn toàn không liên quan gì đến MV này. Các trang cộng đồng về âm nhạc cũng lên tiếng bảo vệ Táo và Blue Tequila. Nên phân biệt sạch ròi, trời ơi, một sản phẩm hay và đẹp như vậy không đáng nhận rác một tí nào. Netizen giờ toxic kinh khủng, hãy để lại yên bình cho MV này dùm đi trời, nơi yên bình hiếm hoi. Anti-fan quá đáng thực sự, đừng lôi drama Hải Tú vào đây được không? Hãy để Táo được yên làm nghệ thuật được không? Các người quá đáng và không có suy nghĩ à? Blue Tequila quá đẹp, quá thuần khiết để bị vấy bẩn bởi mấy bạn không biết gì, chán nản thực sự đấy. Đích thân nghệ sĩ Táo, chủ nhân của MV Blue Tequila cũng đã có chia sẻ về vấn đề sản phẩm tâm huyết của anh bị nhận quá nhiều dislike và chỉ trích tay bay vạ gió như thế này. Trên trang cá nhân của mình, anh khẳng định mình tiếp nhận mọi thứ vô cùng bình thản, vẫn hạnh phúc khi trình diễn live khán giả vẫn hát theo. Táo cũng cho biết anh không vì những chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến âm nhạc của mình.